tại Việt Nam hiện nay, nếu như đại gia có số lượng siêu xe nhiều nhất là ông trùm cà phê Trung Nguyên, thì Minh Nhựa lại được biết đến là đại gia chịu chi và chịu chơi nhất trong giới chơi xe. Không phải ngẫu nhiên vị đại gia 8X này có được danh hiệu kể trên. Sau đây sẽ là thống kê 8 mẫu xe đã và đang thuộc sở hữu của đại gia Minh Nhựa khiến nhiều người phải bất ngờ. 1. Bugatti Veyron. Hiện tại chiếc Bugatti này đã không còn thuộc sở hữu của Minh Nhựa, thế nhưng đây vẫn là mẫu xe mang đến nhiều tên tuổi nhất cho vị đại gia này. 2. Pagani Huayra. Pagani Huayra chính là mẫu hypercar thứ hai được đại gia Minh Nhựa đưa về Việt Nam với giá trị ước tính hơn 80 tỷ đồng. Pagani Huayra được xem là mẫu siêu xe đắt nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Việc sở hữu siêu phẩm này không hề đơn giản bởi thần gió Pagani Huayra có số lượng sản xuất chỉ giới hạn ở mức 100 chiếc trên toàn thế giới. 3. Lamborghini Aventador SVLP 754. Cũng trong năm 2016, đại gia Minh Nhựa cũng tạo về cho mình một siêu phẩm khác đến từ thương hiệu Lamborghini. Lamborghini Murcielago SV. Cuối năm 2010, thời điểm siêu xe bùng nổ tại Việt Nam, Minh Nhựa bất ngờ đưa về chiếc Lamborghini Murcielago SV mang số thứ tự 46 trong tổng cộng 350 chiếc xe trên toàn thế giới. 5. Lamborghini Aventador Coupe LB 704. Chiếc Lamborghini Aventador Coupe mà Minh Nhựa từng sở hữu chính là chiếc thứ hai về Việt Nam. Xe có ngoại hình màu đỏ cam ấn tượng. 6. McLaren 650S Spider. Vẫn năm 2016, ngoài Pagani Huayra, Aventador SV, Minh Nhựa còn tậu về gara một chiếc McLaren 650S Spider. Thời điểm đó, mẫu xe này được khá nhiều đại gia Việt ưa chuộng và nhập về khá nhiều. 2016, đại gia Minh Nhựa cũng tạo thêm cho mình một mẫu xe khủng đến từ nước Ý là Maserati Gran Turismo Trail, chính hãng độc nhất Việt Nam. Xe được bán với giá 9,2 tỷ đồng tại Việt Nam. 8. Lamborghini Urus. Siêu xe mới gia nhập dàn siêu xe khủng của vị đại gia 8X này chính là siêu SUV Lamborghini Urus. Đây chính là chiếc đầu tiên về Việt Nam. Xe có giá bán không dưới 1 triệu USD.